Chào các bạn, có một số bạn này hay đặt ra câu hỏi với mình về cái việc cái điều khiển hồng ngoại của TV Box ấy, nó chỉ có thể sử dụng được khi mà hướng vào mắt hồng ngoại. Tại sao nó không thể sử dụng được như TV? TV thì cũng là điều khiển hồng ngoại nhưng mà chỉ ra các hướng đều có thể sử dụng được. Vậy trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thiết bị sản phẩm điều khiển nó sẽ dùng được như TV và tại sao nó lại như vậy. Và xin mời các bạn. Vâng, và đây là chiếc điều khiển mình muốn giới thiệu với các bạn. Nhưng cái điều khiển này nó phải đi thêm theo một cái bộ cổng hồng ngoại nối dài này nữa. Và cái này nó lại chỉ có thể sử dụng được cho những chiếc TV Box có cái cổng mở rộng đây. Ví dụ như là chiếc TV Box X3 Pro thì nó sẽ có một cái cổng mở rộng ở đây và chúng ta chỉ cần cắm cái sợi cáp này vào thôi. Sau đó thì các bạn có thể để ở vị trí nào tùy thích nhá. Nhưng mà các bạn chú ý là để nơi thông thoáng nhá, đừng có để che kín quá. Ok. Và như các bạn thấy thì bây giờ ví dụ đây là chiếc điều khiển hồng ngoại bình thường này và đây là chiếc X3 Pro. Và nếu như những cái điều khiển hồng ngoại thông thường khác ấy thì các bạn bắt buộc khi sử dụng phải hướng đúng vào chiếc TV Box mới có thể sử dụng được. Nhưng với chiếc điều khiển này cùng với cái bộ hồng ngoại nối dài này thì các bạn không cần phải thao tác như vậy nữa. Ví dụ bây giờ mình đang cầm cái điều khiển mình hướng lên trời như thế này nhé. Các bạn hướng vào màn hình, mình điều khiển đây. Lên xuống rất là tốt chứ nó không giống như là những cái điều khiển hồng ngoại khác. Vâng, và ngoài ra thì chiếc điều khiển hồng ngoại của chiếc X3 Pro đến từ nhà Yugoslavia này thì cũng có khá là nhiều những cái chức năng hay ho. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ để cho các bạn có thể sử dụng một cách thuần thục nhé. Đầu tiên thì như các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút nguồn này. Cái nút nguồn này thì đương nhiên ai cũng sẽ biết đây là cái nút bật tắt Android TV Box. Vâng, và bên này thì chúng ta sẽ có nút tắt âm lượng. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một dàn cái nút màu xanh này. Tí nữa thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tính năng, chức năng của cái dàn nút màu xanh này rất là hay. Và phía dưới thì mình sẽ giới thiệu thêm một chút. Ở đây thì các bạn sẽ có những cái nút tăng giảm âm lượng cũng như là tạm dừng hoặc là mở video. Ví dụ như thế này, bây giờ mình mở ra một cái video YouTube. Vâng, và khi mở trong video như thế này thì các bạn có thể tăng giảm âm lượng. Đây nha, mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ có thể tăng giảm âm lượng được. Đấy. Ngoài ra thì đây cái nút ở trên là nút tắt âm lượng nhé, thì mình cũng có thể sử dụng cho các bạn xem. Đó, rất là thuận tiện đúng không? Và đây là nút power và nút play này. Bây giờ mình sẽ dừng lại nhé. Đấy, nó sẽ dừng video lại. Và nếu như chúng ta muốn xem tiếp thì chúng ta lại ấn play thôi. Đó, rất là tiện lợi ở cái nút điều khiển media này. Vâng, và ngoài cùng thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái nút biểu tượng như là cái màn hình ấy. Thì đây là cái nút phím đa nhiệm. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình bấm này. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên các cái ứng dụng mà mình đã mở rồi. Bây giờ các bạn muốn mở lại thì có thể di chuyển tới cái ứng dụng đó và lựa chọn thôi. Và ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái nút menu này. Thì cái nút menu này nó sẽ hoạt động ở trong một số trường hợp. Những cái ứng dụng hay là những cái hệ điều hành ở cái khu vực đấy nó có hỗ trợ phím này thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Còn bên phải thì chúng ta sẽ có cái nút con chuột. Thì cái nút chuột này thì các bạn chú ý đây là chức năng chuột giả lập nhé. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Khi mà bấm chuột giả lập lên ấy thì các bạn sẽ hiển thị một cái con chuột, nhưng mà chúng ta sẽ không thể điều khiển bay được, mà bắt buộc phải sử dụng điều khiển như này. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, con chuột đây nó sẽ rất là dị. Ok, mình cứ tắt đi xong rồi mình sẽ bật cái con chuột nó to lên cho các bạn nhìn cho nó dễ này. Ở trên X3 Pro này thì có một cái lựa chọn rất là hay, đấy là chúng ta có thể bật được cái con chuột to bé được luôn. Một số những cái hệ điều hành của cái TV Box khác thì sẽ không làm được cái việc này. Rồi bây giờ mình sẽ bật con chuột lên nhá. Thì các bạn sẽ thấy là đây, con chuột đây. Nhưng chúng ta không thể nào bay một cách thuận lợi được mà bắt buộc phải di theo cái điều hướng và bấm. Phải nói với các bạn là bấm nó hơi khó chịu. Nếu như bạn nào mà quen sử dụng tính năng chuột rồi ý, thì nên mua một con chuột bay riêng. Chứ còn bấm như thế này thì rất khó chịu luôn. Và không muốn dùng chuột nữa, các bạn bấm tắt đi thì các bạn sẽ sử dụng được các cái chức năng điều hướng. Rồi ok. Và ở phía dưới thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái vòng tròn và phím điều hướng trên dưới rồi trái phải. Ở giữa là nút OK để lựa chọn. Ở phía dưới tiếp thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái nút, một cái nút home và một cái nút quay lại.
Cái này thì thực ra là nếu như ai dùng Android rồi thì cũng rất là dễ thôi đúng không? Cái nút quay lại thì chúng ta bấm cái thì nó sẽ quay lại. Ví dụ chúng ta sẽ vào đâu đấy nhiều vào một chút đúng không? Ví dụ như là ta vào cài đặt này. Đấy, thì khi mà mình bấm quay lại ấy, thì nó chỉ quay lại một lần thôi. Còn nếu như mà các bạn mà bấm home, ví dụ đang ở đây các bạn bấm home một cái thì nó sẽ ra luôn màn hình chính cho các bạn. Cái chức năng này thì rất là phổ thông và quen thuộc với cái người sử dụng Android. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một loạt những cái phím số, phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và phím xóa. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút setup. Bình thường nếu như các bạn mà muốn mở cái phần cài đặt lên ấy, thì các bạn sẽ phải di điều hướng lên trên này, chọn cài đặt thì mới mở được. Nó hơi nhiều thao tác một chút đúng không? Nhưng ở trên cái điều khiển này các bạn chỉ cần bấm nút setup thôi thì nó sẽ hiển thị ngay lên cái mục cài đặt để cho các bạn điều khiển, nó đỡ phải mất nhiều thời gian. Đấy, cái chức năng của nó rất là hay. Vậy bây giờ mình sẽ đến bốn cái phím màu xanh này. Cái bốn cái phím màu xanh này thì nó là cái phím gán thôi. Ví dụ bây giờ các bạn muốn gán cái phím có biểu tượng play này chẳng hạn, là bật nhanh YouTube chẳng hạn, thì mình sẽ gán, sau đó thì bấm một cái nó sẽ khởi động ngay YouTube. Ví dụ mình thì đã gán thử rồi nhá, mình bấm gán như thế này thì đã kích hoạt ngay lên YouTube cho các bạn. Vâng, và để gán các cái nút này thì cũng rất là đơn giản. Nếu như các phím này mà chưa gán lần nào thì các bạn chỉ cần bấm, ví dụ ba cái phím này mình chưa gán lần nào nhá, mình chữ E chẳng hạn này, mình bấm một cái đó thì nó sẽ hiển thị lên cái mục gán. Thì chúng ta sẽ gán cho tắt bật wifi hay là tắt bật bluetooth, hoặc là chúng ta sẽ kích hoạt các cái nút ứng dụng, hoặc giống như vừa rồi mình ghép với cái YouTube ấy, hoặc là chúng ta sẽ chỉnh độ phân giải. Thì ở đây ví dụ cái chữ E này là cái biểu tượng Internet đúng không? Thì mình sẽ vào mình tìm một cái Chrome. Đây chẳng hạn, Chrome nhá. Mình sẽ lựa chọn cái ứng dụng này. Đấy, thì sau khi mình lựa chọn xong rồi, mỗi lần các bạn có nhu cầu bật Chrome lên, chúng ta bấm một cái thôi. Rất là tiện. Đấy chưa? Nó lên ngay lập tức. Rồi, và tất nhiên, nếu như mà chúng ta đã gán rồi, vậy thì làm sao có thể gán lại hay là xóa đi? Thì ở đây các bạn sẽ vào cái phần tất cả ứng dụng này này, hoặc là trên cái giao diện gốc của nó thì cũng vào cái phần tất cả ứng dụng nhé. Các bạn sẽ có ngay một cái phần mềm Remote Control. Cái này thì nó có sẵn ở trên cái X3 Pro. Thì các bạn click vào. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái nút tương ứng với 4 cái nút gán đây. Thì mình đã gán 2 cái rồi đúng không? Và bây giờ mình muốn gán chèn lên, hoặc là mình lựa chọn cái phím khác. Ví dụ bây giờ cái Music này chẳng hạn nhé. Mình bấm vào này. Đó. Rồi mình sẽ chọn một cái ứng dụng nào đấy để nghe nhạc chẳng hạn vậy. Ví dụ như là Smart YouTube chẳng hạn đấy. Ví dụ là như thế thì chúng ta đã gán được rồi. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái chức năng của cái điều khiển hồng ngoại con X3 Pro đến từ YouGov. Và đây là một cái điều khiển rất là thú vị, đặc biệt là việc mà chúng ta không cần phải hướng vào mắt hồng ngoại trên Android TV Box, và chúng ta có thể chỉ hồng ngoại đi khắp nơi mà không cần quan tâm cái TV Box đó nó đang nằm ở chỗ nào. Nó tiện dụng hơn rất nhiều so với những cái Android TV Box thông thường. Chúng ta cứ phải hướng đúng cái điều khiển vào mắt. Nhiều lúc chúng ta chạch đi một chút xíu thôi là có thể bấm nó không ăn rồi. Và nhiều bạn thì cứ tưởng đấy là cái lỗi không nhạy của điều khiển, nhưng thực chất đấy là do cái tín hiệu hồng ngoại chúng ta bắt nó không được tốt nên nó mới điều khiển khó như vậy. Ok, như vậy thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.